Bạn sẽ làm gì khi mà thấy một cô gái bị một người đàn ông đánh ở trên đường? Câu hỏi khá là khó đúng không ạ? Nhiều người thì hẳn là sẽ không biết là phải ứng phó thế nào nếu như gặp phải tình huống này. Và để tìm hiểu phản ứng của người dân khi mà thấy một cô gái bị bạo hành, thì mới đây nhóm World TV đã thực hiện một clip dàn cảnh nam thanh niên bạo hành bạn gái ở nhiều địa điểm khác nhau. Ngay sau khi mà được chia sẻ ở trên mạng xã hội với tên gọi Người Việt Nam làm gì khi một cô gái bị bạo hành, tôi đánh cô gái này và đây là câu trả lời, thì clip này đã gây tò mò và thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong clip, nhóm World TV đã dàn cảnh nam thanh niên bạo hành bạn gái ở nhiều địa điểm khác nhau như là trong ngõ, bờ hồ, công viên và những nơi nhiều người qua lại. Tuy nhiên, trong số hơn chục người đi ngang qua chứng kiến sự việc thì chỉ có một người đàn ông và một người phụ nữ nước ngoài đến hỏi chuyện, khuyên ngăn bạn nam kia là dừng tay lại. Số còn lại thì chỉ đứng im, nhìn và đi qua nhưng mà không có việc, như là không có việc gì. Và ngay sau khi mà được đăng tải trên mạng xã hội thì clip trên đã nhận được hơn 7.000 lượt xem. Trong đó thì nhiều bạn trẻ cho rằng cái kết trên bắt nguồn từ sự vô cảm đang tồn tại ở nhiều người trong xã hội. Tuy nhiên thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ nhiều người không đến ngăn cản là vì sợ ảnh hưởng đến bản thân khi mà vô tình can thiệp vào chuyện riêng của những người khác. Và để hiểu hơn về lý do cũng như là thông điệp khi mà thực hiện clip trên thì chúng ta hãy cùng kết nối với anh Trịnh Huy Anh là trưởng nhóm World TV. Anh cũng là một trong những thành viên đã thực hiện clip trên để có thể nghe anh chia sẻ rõ hơn về vấn đề này. Xin trường quay cho chúng tôi được kết nối với anh Trịnh Huy Anh. Xin chào anh Huy Anh, anh có thể cho biết là lý do nào mà anh cũng như là các thành viên trong nhóm của mình đã thực hiện clip trên? Chào các bạn, thì tôi nghĩ đến dự án này sau khi chứng kiến vụ hôi bia làm xôn xao cộng đồng mạng. Thì sau khi hành vi hôi của này bị lên án mạnh mẽ thì ý thức của người dân đã đẹp hơn rất nhiều. Bằng chứng là đã xuất hiện nhiều hành động đẹp của người dân với người bị rơi đồ trên các trang báo sau đó. Và tôi xuất hiện suy nghĩ rằng là mình có thể dùng những clip tiêu cực để thúc đẩy nhiều hơn nữa những hành vi tích cực. Như vậy thì một ngày khi mà được một người bạn chia sẻ về phản ứng của người dân Nga với hành động đánh bạn gái, thì tôi hoàn toàn ấn tượng với cách mà mọi người phản ứng bảo vệ một cô gái bị xa lạ bị bạo hành. Và thế người Việt Nam sẽ làm gì? Tôi đặt câu hỏi và clip là câu trả lời cho câu hỏi đấy. Vâng anh Huy Anh này, vậy thì khi mà thực hiện clip này, thông điệp mà nhóm muốn chia sẻ đến mọi người là gì ạ? Thông điệp của mình thì rất đơn giản, đó là im lặng trước cái xấu, thậm chí còn cả việc làm việc xấu, đó giống như một tội ác vậy. Và đặc biệt là khi một người đàn ông mà đánh một người phụ nữ ấy, thì anh ta không còn là đàn ông nữa. Vâng, xin cảm ơn anh Huy Anh với những chia sẻ cùng chúng tôi trong chương trình Trà Buổi Tối. Không chỉ là chuyện mà giúp hay là không giúp một cô gái bị bạo hành, mà ngay cả việc là gặp người bị tai nạn giao thông hay là gặp nạn ở trên đường, thì nhiều người cũng thờ ơ và vô cảm và không giúp đỡ. Nhiều lý do được đưa ra để giải thích cho hành động này. Người thì cho rằng là họ đang vội hoặc là sợ bị liên lụy khi mà giúp đỡ người bị nạn. Có rất nhiều lý do để từ chối giúp một ai đó, nhưng mà đã bao giờ bạn nghĩ đến việc là một lúc nào đó chính mình sẽ ở trong hoàn cảnh đó hay chưa? Và lúc đó nếu ai cũng thờ ơ lãnh đạm, coi đó không phải là việc của mình, vậy thì ai sẽ là người giúp bạn? Vâng thưa quý vị, ngay bây giờ trên kênh VTC14 thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Trà Buổi Tối. Còn trên kênh VTC1, xin mời quý vị cùng đến với bản tin Việt Nam Online.